Tôi thì chủ trang trại quý quý rau sạch ở Đan Phượng. Qua quá trình làm ở bên Đài Loan, tôi cũng nhìn thấy người ta đốt, nhưng mà người ta đốt bằng dầu, nhưng mà tôi lại nghĩ ra là tôi đốt bằng vào đất. Đốt vào dầu thì nó không được toàn bộ sạch bệnh, mà đốt vào đất khò như tôi này thì nó sẽ chết cả sâu mà lại sạch cả bệnh, các cái loại bệnh lớn. Một bình ga thì xử lý thì được rất là lâu, có ăn là được tầm 3 sào, 3 sào mà kho như thế này là hết rồi một bình À, đấy. và thời gian hết Cái bao thời lâu? gian kho thì là mỗi một sào, nếu mà kho thời gian kho là phải hết tầm 1 tiếng À, đấy. kho này thì có tác dụng gì, anh thử nói là tác dụng cụ thể Kho của này nó. thì nếu như ở trong này thì nó không có sâu, nhưng mà nó thường thường nó có những cái con bọ nhảy. Vâng. Kho thì các cái con bọ nhảy nó chết thì nó đỡ cắn, À. và những cái nấm bệnh nó giảm đi. À. Kho cái này thì các bạn đừng lên sợ nó chai đất, ở cái chỗ là mỗi một lần mình kho như này, kho trên mặt xong bắt đầu mình lại đánh đất lên thì cái đất nó lại cuộn lên, nó tơi xốp thì không sợ nó chai đất, mà nó sẽ tốt hơn là mình không kho. Ngoài trời thì không thể kho được, ở cái chỗ ngoài trời nó không có cái gì che chắn thì kho cũng không không giải quyết được vấn đề gì. Thường thường là phải đi bắt bằng tay, bắt À. sâu bằng tay chứ không thể kho được. Ở cái chỗ là ở ngoài nó không được che chắn thì con bướm nó vẫn đẻ thì sâu bệnh nó rất nhiều, cho nên là ngoài chủ yếu là nếu mà sâu thì bắt bằng tay, mà nếu mà như là lấm bệnh thì là mình phải dùng cái thuốc sinh học, thì là nó